Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay, ngoài chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, thì dãy mây dông ở phía Bắc lại hoạt động mạnh trở lại. Vì thế mà các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm có mưa khá quay trở lại. Tuy nhiên đến trưa chiều thì hầu khắp Bắc Bộ trời có nắng mạnh, cảm giác oi ả xuất hiện. Dự báo trong ngày hôm nay cũng như ngày mai, cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây, nền nhiệt tại miền Bắc sẽ tăng dần theo thời gian và cường độ nắng sẽ đạt cực đại trong khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ chiều, với mức nhiệt cao nhất tại các tỉnh thành sẽ đạt ngưỡng từ 33 đến 35 độ. Riêng một số nơi như là tại Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ trên 35 độ. Nắng nóng được dự báo sẽ càng tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Với miền Trung, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, trong ngày hôm nay cũng duy trì kiểu thời tiết có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ các tỉnh thành từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi đồng loạt tăng lên ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây cục bộ có nơi còn cao hơn. Tuy nhiên sau một ngày tạnh giáo và có nắng, thì đến chiều và tối, khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Riêng các huyện phía Tây có thể có mưa dông mạnh, kèm theo lốc sét và gió giật mạnh hết sức nguy hiểm, nên người dân ở đây cần hết sức cảnh giác. Từ ngày mai, do ảnh hưởng của rìa phía nam dãy áp thấp có trục ở vào khoảng từ 23 đến 25 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía Tây, dự báo nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến từ 45 đến 60%. Đợt nắng nóng này có khả năng sẽ kéo dài đến đầu tháng 6 năm 2021. Lui xuống phía Nam, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, sau nhiều ngày có mưa lớn thì hôm nay đã là ngày mưa lớn diện rộng cuối cùng. Vì hai hình thế gây mưa là rãnh áp thấp có trục ở 12 đến 15 độ vĩ Bắc và gió mùa Tây Nam đều đang yếu dần. Mưa giảm dần, trời chuyển nắng gián đoạn vào ban ngày. Sau mưa giảm nên nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh phía Nam sẽ tăng trở lại. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Còn tại Nam Bộ và Nam Trung Bộ, nhiệt độ trở lại ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Dù vậy, trong chiều và tối nay, ở Nam Bộ vẫn sẽ xuất hiện mưa ở nhiều nơi, trong đó khu vực miền Tây cục bộ vẫn có những điểm mưa dông mạnh. Còn ở các tỉnh Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông ở mức rải rác. Trên biển, dự báo xa hơn trong tháng 6 có khả năng sẽ xuất hiện từ 1 tới 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động trên biển Đông. Và 6 tháng còn lại của năm 2021, nước ta sẽ có thể đón từ 9 tới 10 cơn bão nữa, trong đó sẽ có khoảng từ 5 tới 7 cơn bão gây hưởng trực tiếp từ đất liền. Tiếp theo như thường lệ, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 20 tới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi,
Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.